Cứ độ vào tháng 9, tháng 10 hàng năm, khi mùa vàng lại về với khắp núi rừng Hoàng Su Phi, thì thời điểm này cũng là bắt đầu mùa thu hoạch cá chép ruộng bậc thang. Từ vài tháng trước, khi những thửa ruộng bậc thang vào vụ mới, bà con đã thả cá chép giống vào đó để sinh sống. Cá ăn các loại sâu rầy, cỏ dại, làm tơi xốp đất, chất thải của cá làm phân bón cho lúa, giúp người dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc. Còn cá cứ thế cùng cây lúa trưởng thành, và mùa gặt lúa cũng là mùa thu hoạch cá. Xem ra việc bắt cá cũng chẳng dễ dàng gì, vì cá được nuôi ngoài tự nhiên nên rất nhanh và khỏe, đặc biệt là thịt rất thơm ngon. Với người dân nơi đây, sau khi bắt cá về, làm sạch thì thường được chế biến thành hai món là cá chiên giòn và cá nấu măng. Với món cá nấu măng thì ngoài măng rừng tươi non, có một loại gia vị rất đặc biệt, đó là thảo quả, một loại gia vị có mùi thơm dịu nhẹ, được trồng khá nhiều ở Hoàng Su Phi. Có lẽ chính vì thế mà món cá chép nấu măng ở đây có hương vị rất đặc trưng. Chẳng phải là cao lương mỹ vị, chỉ là những món ăn đơn sơ, dân dã, nhưng chắc chắn hương vị của món cá chép ruộng bậc thang cùng tình cảm chân thành, hồn hậu của người dân nơi vùng cao biên giới Hà Giang sẽ mãi là ấn tượng khó quên trong lòng mỗi du khách.